Em chào cô chú anh chị và các bạn. Sáng nay thì em đi chợ chợ Cô Giang nè. Sẵn đi đến cái con hẻm 103. 103. Trong hẻm đó thì em cũng hình như là hẻm đó em rất là rành đó. Bởi vì trong hẻm đó có ông sư phụ. Ông sư phụ em hay hay lên đó và chơi tôm. Có mấy dãy nhà hồi xưa là không còn. Sáng mọi người đi chợ rất là tấp nập ha. Hôm nay chúng ta hành trình của chúng ta đi đến cái hẻm 103 để gửi đến một số anh chị để xem hẻm đó bây giờ như thế nào ha. Đây là phía trước hẻm nè, ngày xưa nó có bán những cái cửa hàng bán tạp hóa, dầu ăn, rồi gạo, muối nữa. Đó, còn hẻm 103 thì kế bên hãng Isuzu á. Isuzu ngày xưa. Đây là con hẻm 103 mà hàng ngày em hay vô nè. Đó, hai bên hẻm thì cũng là chợ. Bên đây cô bán thịt rất là lâu năm rồi nè. Đây là người bán quần áo. Dạ. 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 Giờ mấy cái đó, hiện đại lắm, nhiều kiểu. Dạ đúng rồi. Ở xa thấy ông rõ thôi chứ nó vẫn thấy. Màn hình nó nhỏ nhưng mà. Ủa, cái màn hình nó nhỏ quá vậy. Làm sao? Lên máy tính thì nó lớn. Ai vậy? Dạ. Trời ơi. Mai lên hình là chị đẹp lắm rồi nha. Quay làm gì vậy chú? Đi quay một vòng chợ chơi với lại. Chơi vậy thôi nha. Với lại trong hẻm này nè có một số anh chị ở bên nước ngoài á. À, tao muốn Tết nào không có dịp về nhìn lại cái Tết cái hẻm mình đó làm sao. Cái hẻm này là đẹp tuyệt vời nè. Dạ, và hẻm này ngày nào cũng vô đây mà. Ngày nào cũng vô sư phụ đây nè. Dạ, cuối hẻm có sư phụ nè, câu lạc bộ thể dục. Em mua áo chị cũng mấy lần. Mua áo chị mấy lần hả? Dạ, chị đúng đâu bán áo nam đâu, chị bán áo nữ mà. Em có lộn người không vậy? À, chị kia. Chị thế chị đó. Nam. Ốm mập buông. Dạ đúng rồi, đúng rồi. Chị mập mập. Mập mập ngồi thứ 6 thứ 7 hả? Dạ. Anh đây có hai ba chị ngồi đây nè phải không? Hai người bán đồ nam. À, chị bán đồ nữ không? Bán đồ nữ không mà còn nhỏ quay hai chị không? Dạ. Ở trên chiếc xe là tao quay bằng cái này hả? À, cái này gắn xe hơi đâu nè. À, quay xe hơi. Camera cận cảnh là cái này đó phải không? Dạ đúng rồi. Nó vậy nó không bị rung phải không? Nó đi cầm điện thoại là nó lắc thì đúng rồi, camera cận cảnh là toàn là cái này không có đầu coi lên thấy là lấy clip ra tao đưa lên TV đúng không? Dạ đúng rồi. Có một số gắn lên xe cố định chứ đầu xe luôn. Đầu xe gắn hoài đó luôn. Dạ đúng rồi. Hay quá ha. Còn này mình di động mình không có sợ nó rung. Trời, cái này nhiêu tiền vậy tôi? Mẹ mua lâu lắm rồi cũng. Lâu là nhiêu? Hồi đó mua cũng mười mấy triệu. Trời ơi, không có tiền. Lâu lâu giờ rẻ rồi. Dạ. Chơi đi rồi mua cái này quay á. Dạ. Rồi quay trực tiếp rồi luôn. Mà cái này là quay xong tôi về quay lại đâu phải là quay cái kia quay chi mà. À, cái live stream cũng được. À vậy hả? Cái này mình không có mạng, về mình lên YouTube coi. À. Về đồng bộ lên YouTube. Trời ơi, hay vậy trời.
Sao lên quầy quần áo chị đẹp nè. Đây chị bán chắc lâu năm lắm ha. Để Tết ra thì bữa ra chị chơi. Ở Tết chị cũng bán này đúng không? Chị này bán quần áo ngay hẻm 103 nha. Bà con cô bác ghé ủng hộ chơi. Dạ. Cô Giang, chợ cô Giang. Dạ. Xin lỗi chị tên gì chị? Cô Giang chị tên chị thôi. Để người ta biết tới. Ủa hỏi cái chị đó bán quần áo đâu, người ta đâu biết tên đâu. Nói chị đó người ta biết à. Đưa lên TV. Cái bà bán bánh xíu sữa kìa. Bữa cái chị bán đu đủ là lên rồi. Chị bán đu đủ gì biết không? Dạ lên rồi hả? Dạ lên rồi. Đó, đây vòng vòng đi chợ là lên hết rồi. Dạ chị chợ gõ chợ cô Giang là lên hết rồi đó. Chợ cô Giang là đầy hết trơn. Thì cô bán xôi bán chè ở đây. Dạ hồi đem đi vô hẻm rồi. Em chào chị nha. Chúc chị bán mua bán đắt nha. Dạ. Đây. Số hình ảnh 8 ngoài chợ cho bà con xem nha. Rồi bây giờ mình đi vô hẻm thôi. Hẻm hai bên hẻm rất là rộng, nhà cũng rất là dài. Không biết nhà của anh chị là nhà nào ha. Cái hẻm này em rành lắm. Kế bên nhà một nhà 16 thì cũng có anh ở bên Mỹ. Rồi tới đây là cuối hẻm rồi. Rồi, chắc hồi mình đi vòng ngoài chợ ha. Rồi mình nhìn lại chợ nha. Nhìn lại hẻm nha. Đây nhà của sư phụ. Rồi để vô kiểm sư phụ. Chào mọi người thấy mặt sư phụ nha. Bữa nay sư phụ có lên không nữa. Rồi sư phụ không có lên rồi. Đó, chỗ mà em hay lên hàng ngày. Đơn giản vậy thôi. Đó, chỉ có bàn pizza. Rồi những cái khung sắt khung tạ. Đó. Bình thường là đơn đã độc đấu. Mình lên cao mình nhìn xuống luôn nha. Này là cuối hẻm rồi nè. Cuối hẻm. Nhìn bên kia là cái hãng Isuzu. Cái chỗ trống này nè. Hồi xưa là hãng Isuzu bây giờ xây lên rồi. Để mình xuống cho các chị các bạn xem. Hãng Isuzu giờ tách ra làm đôi. Bên đó là tòa nhà của Samco để giữ xe hơi. Còn một bên là hãng Isuzu á. Thông ra tới chợ Cô Giang, hướng này là ra chợ Cô Giang nè. Mình nhìn xa là chùa Linh Sơn đây. Chùa Linh Sơn đang xây dựng mới nè. Mọi người ở đây thì gửi xe nè. Đây là bãi xe hơi. Sorry mọi người vì cái khung sắt này nó che rồi nên nhìn không rõ. Rồi các em xin tạm dừng cái video tại đây ha.
Hẹn gặp lại các cô chú anh chị các bạn trong những video tiếp theo nha. Hôm bữa mình đi bến Trương Dương là phía mặt trước ha, còn đây là mặt sau đó, mặt sau của tòa nhà Samco, phía trước là cái showroom của Toyota. Rồi tạm biệt mọi người, chúc mọi người ngày mới vui vẻ nha.